Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán pi của Oli. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài 50. 12 trừ đi một số, 12 ta trừ cho 8. Bài số 1 tính 12. Cái bài này thì chúng ta tất cả những cái bài này chúng ta làm từ bên trái qua phải, được không? Đừng có làm ngược lại nhé. Làm ngược lại là sai. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 12 ta trừ cho 5. 12 ta trừ cho 5 là được 7. Được. 7 ta trừ cho 3 là bằng 4. 12 ta trừ cho 8 là bằng 4. 12 ta trừ cho 2 là bằng 10. 10 ta trừ 7 là còn 3. 12 ta trừ cho 9 là bằng 3. 12 ta trừ cho 2 là bằng 10. 10 ta trừ cho 4 là bằng 6. 12 ta trừ 6 là bằng 6. Bài số 2, đặc tính nội tính. 12 ta trừ cho 9. Chúng ta chú ý chúng ta đặt là con số 9 này có một số thì chúng ta phải đặt hàng đơn vị. Tại vì số 9 nó là hàng đơn vị, chúng ta sẽ đặt theo hàng đơn vị nha. Đừng có đặt qua bên hàng chục là sai. Mười hai ta trừ chín là bằng ba. Mười hai trừ cho năm. Mười hai ta trừ cho năm là bằng bảy. Mười hai ta trừ cho bốn là bằng tám. Mười hai ta trừ cho tám là bằng bốn. Mười hai ta trừ cho sáu là bằng 6. Đã qua bài số 3. Tìm x. Đây là dấu cộng là một cái tổng. Đây là cái số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là một cái tổng. Vậy là muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 3. Bài này, đây là số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết, x bằng 6. Ta qua bài số 4. Trong rổ có 12 quả trứng, sau đó bán đi 6 quả, hỏi trong rổ còn lại là mấy quả trứng. Bán đi là chúng ta trừ. Số quả trứng trong rổ còn lại là số quả trứng trong rổ còn lại là chúng ta lấy 12 trừ cho 6 là bằng 6 quả trứng. Đáp số 6 quả trứng. Chúng ta qua bài số 5. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? Rồi, chúng ta có này. Một hình. Rồi chúng ta ghép với cái hình bên này. Cái hình số 1 này với lại cái phần bên này nè. Là có nghĩa nó từ đây này lại đây xuống đây. Nè. Như vậy là cái hình thứ hai. Nè. Là cái hình thứ hai. Rồi chúng ta ghép cái hình này với cái bên này cũng tương tự giống như bên này vậy. Đó. Rồi cái hình đây. Hình đây. Xuống đây. Vậy là cái hình thứ ba. Như vậy chúng ta có 3 hình tam giác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.